Ok, hai các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Rai Long Fitness tại phòng gym Việt Tram. Thì ngày hôm nay đây là một video hướng dẫn bài tập dành cho nữ. Cái buổi tập này là cái buổi tập chúng ta sẽ tập 420 calorie với rất nhiều bài tập thân trên nha. Rồi, để chỉnh cái camera lại, hôm nay mình không có người quay nên sẽ hơi bất tiện. Rồi, đầu tiên mình sẽ để ở đây. Rồi, các bạn xem kỹ hướng dẫn nha, bởi vì sẽ có rất nhiều bài tập hướng dẫn. Tại sao đây là một bài tập trung cấp? Tại vì trong cái chương trình tập luyện của huấn luyện viên Rai Long, đây là một bài tập cấp độ trung cấp. Là dành cho những bạn nữ nào đã vượt qua 300 calorie test thể lực thì chúng ta mới được phép tiếp cận với bài tập này. Tại vì bài tập này tương đối là khó, nên nếu mà bạn không vượt qua 300 calorie và thể lực thì bạn tập vô bài tập này bạn sẽ rất là dễ bị đuối. Rồi, bài tập này chúng ta có 320 calorie, bao gồm tập là thân trên, bụng. Rồi, chúng ta sẽ tập là thân trên, bụng và cardio bền. Thì cái phần đầu tiên của phần khởi động á, chúng ta sẽ có bài nhảy dây. Chúng ta sẽ có là 3 phút chúng ta sẽ có 2 phút chứ 3 hiệp nhảy dây và 2 phút cho mỗi lần, tổng cộng là khoảng 6 phút nhảy dây, và các bạn có 60 giây nghỉ giữa hiệp. Thì cái bài nhảy dây á, thì chắc mình không chỉ lại đâu ha. Nhảy dây thì nó rất là đơn giản thôi. Rồi mình chỉ luôn nè. Rồi, cái bài nhảy dây á, thì các bạn cầm cái sợi dây, tại phòng mình đang có mấy bạn nhỏ đang tập cái sợi dây mất tiêu rồi. Rồi, chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ nhảy dây á, chúng ta nhúng cái chân á, nhẹ nhẹ bằng cái mũi chân thôi. Chúng ta nhảy liên tục như thế này trong khoảng 2 phút và lặp lại với 3 hiệp nha. Đến với bài số 2 thì theo lịch á, thì chúng ta sẽ tập là chạy nâng cao đùi. Nó khá là nhiều nha, 100 cái mỗi lần. Chạy 100, nâng cao đùi 100 cái mỗi lần, tức là 50 cái mỗi bên chân. Cái bắp đùi của bạn á, cố gắng chạy nó ngang gì và nó cao hơn mặt đất. Chúng ta chạy, ta nâng lên. Đó, chạy ghi như thế này, 1 nè, 2 nè, 49 nè, 50 nè. Lặp lại 3 lần nha, 3 lần. Mỗi hiệp là 50 cái mỗi bên chân, tổng cộng là 3 lần. Rồi, bây giờ chúng ta đến với bài tiếp theo. Trong cái buổi tập 420 calo thân trên, bụng và cardio bền, thì chúng ta sẽ tập bài cuốn tạ tay. Đây là một bài tập dành cho nữ nha các bạn, nên sẽ chọn cái mức tạ nó nhẹ thôi. Rồi, chúng ta sẽ đi tới cái khung này đó. Rồi, các bạn thấy chưa? Đây, đó, cái dàn tạ ở đây thì nó khá là nhẹ. Đây nè, rồi. Đó, cái mức tạ nó khá là nhẹ. Với nữ á, lựa chọn cái mức tạ 10kg. Chỉnh lại cái camera, anh nhìn không thấy cái gì hết. Trời, bữa nay bận quá, không có ai quay cho tôi hết. Tôi khổ quá nè. Nâng lên. Rồi, một chút cho nâng cao, một chút cho các bạn dễ thấy cái hướng dẫn. Rồi, tay nha. Tập tay với phụ nữ các bạn còn phải tập tay. Tại sao? Tại vì khi các bạn tập tay nó sẽ làm cho phần bắp tay của bạn săn chắc hơn, nó không có bị nhão, nó không bị mở lỏng lẻo, và điều đó thật sự nó rất là quan trọng đối với phụ nữ nha. Nhưng mà các bạn lưu ý là đối với nam ấy, các bạn tập ấy, các bạn tập nặng và nó có hóc môn để xây dựng cơ bắp thì tay nó bự được. Nữ các bạn tập nặng lắm các bạn cũng không có bự được, chỉ săn chắc thôi. Nhưng mà điều quan trọng là bạn sẽ không tập nặng được, bởi vì nếu là nữ bạn cầm cái cục 10kg lên như nè, đó, cái mức này nhẹ nhất ở phòng tập, bạn cứu nó đủ mệt rồi. Ok, rồi vào kỹ thuật của bài tập nha. Lưu ý nè, tránh cái việc cổ tay nè. Mấy chị em hay tập, mấy chị em hay bị cái cổ tay nè. Cầm mà cuốn lên thì dễ bị đau cổ tay em nè. Bẻ lại, giữ chắc gì. Rồi, để lưu ý thứ hai, cái khuỷu tay nè, cái khuỷu tay là cái này nè. Kẹp sát vào người nha, đừng có banh ra gì, đừng có banh ra gì mà cuốn. Kẹp sát nó lại ha. Cuốn lên, lên, thở ra, xuống từ từ để nó căng cái tay. Mình hít vào đây, mình tránh việc á, mình quăng nó lên bập, rồi xong mình lại rơi xuống bập. Vậy nó dễ bị chấn thương cái cơ thể mình lắm, mà nó không vô cái phần tay của các bạn nhiều. Các bạn cuốn lên, bình tĩnh các bạn cuốn. Thở nè. Hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Rồi, tập với mức tạ khoảng 10kg một lần. Nữ nha, 10kg một lần, 3 hiệp, nghỉ cỡ 1 phút giữa các hiệp là đủ để săn chắc bắp tay rồi. Ok, xong bài này nha, cuốn 10 cái nhớ nha, nhắc lại nè, cuốn lên. Tránh cái việc quăng lên, dùng người lắc lư gì nha. Dùng người lắc lư gì nè, trẻ em phụ nữ hay những khi mà hay đuối hay gì lắm nè. Dễ bị đau lưng lắm nha. Tại vì cái lực như vậy nó đè lên cái lưng, giữ thẳng rồi, hai chân mở rộng ra xíu. Thả xuôi tay, cuốn lên. Thở nè, hít. Thở, rồi, ok không? Rồi, qua bài tiếp theo nha. Rồi 10kg với tụi thì nhẹ hiều à. Rồi, tới bài tiếp theo.
chúng ta sẽ tập bài là đẩy tạ đơn ghế ngang. Rồi, tại sao mà các bạn còn tập cái bài đẩy tạ đơn ghế ngang? Nó như thế này, cái cơ ngực của nam á thì khối cơ của nó nhiều, nhưng mà cơ ngực của nữ á, phía sau cái phần ngực á nó là mỡ, nhưng mà phía dưới cái lớp mỡ nó là cơ. Nếu mà muốn giữ được cái lớp mỡ đó nó căng và nó săn thì nó cần lớp cơ để nó giữ. Nên chúng ta sẽ tập cái phần này cho nó căng, cái phần cơ, chỗ cơ này ra để cho nó trở nên săn chắc hơn và nó giữ cho cái ngực nó không bị sệ, nó rất là đẹp cho phụ nữ. Đồng thời á, những cái bài tập ngực nó tác động vào cái nhóm cơ tay sau đó. Các bạn cần một cái băng ghế ngang như thế này nha. Đây các bạn thấy không, hạ cái băng ghế ngang này xuống đó, ngang luôn, ngang luôn, ngang nha. Rồi đó. Khi mà các bạn tập đẩy ngực, những cái bài với cái tạ đơn là cái này nè, cái này mình gọi nó là dumbbell nè. Đây là cái tạ đơn này nha. Rồi khi chúng ta tập, chúng ta đẩy ngực á, cái phần nhóm cơ tay sau á nó sẽ tác động vào rất là nhiều, và phần lớn phụ nữ á, các bạn sẽ rất dễ bị mỏ nhiều ở cái nhóm cơ tay sau. Nếu các bạn tập muốn tay săn chắc hơn, các bạn nhấc lại lên các bạn tập đi, không sao đâu. Phụ nữ á, thường các bạn tập không nhiều. Cái bài này các bạn tập khoảng 3-4-5kg mỗi bơi là tương đối khá là nhiều rồi, khá là nặng rồi nha. Rồi đơn giản vậy thôi. Rồi để cái tạ này lên đùi gì nè ha, tránh cái việc là để gì rồi xong ngã lên nhấc gì. Dùng cái lực đùi nè, nảy lên cùng lúc, mở ra, xuống nè, cầm cái bàn tay nè, xuống hít vào, lên, thở ra, xuống hít vào, lên, thở ra. Khi xuống á, các bạn sẽ phải cảm nhận cái lực tay á, nó đi vuông góc cái cánh tay xuống ở dưới cái sàn, chứ nó không có mở ra. Rồi bây giờ tôi sẽ đổi góc cho các bạn coi rõ hơn nha. Bây giờ không có ai quay phụ hết đó mà, quay một mình nó khổ quá đi đó mà. Rồi, cho camera qua bên này. Rồi đó, cái này là nhìn cái góc ngang là thấy rất là rõ luôn nè, thấy không? Đó, góc ngang nè. Rồi rồi bây giờ thì á, rồi đây mình sẽ đẩy lại cho các bạn xem nha. Cái góc ngang này các bạn sẽ thấy đây, tạ này nhấc lên nè, nhẹ thôi, với phụ nữ các bạn tập nhẹ thôi. Rồi đầu tiên á, là tránh cái việc là cái cổ tay nè, thấy không, để bẻ gì nè, nó sẽ bị đau cổ tay nè, giữ cứng cái cổ tay lại, vuông góc gì. Rồi điều thứ hai, tránh bị cái cổ tay nó bẻ gì, rơi xuống gì nè, đẩy dễ bị đau lắm nè, giữ cho nó vuông góc lại, xuống, ưỡn ngược lên, hít vào, lên, thở ra, xuống, tầm chậm thôi, hít vào, đẩy thẳng lên nha, đừng có đẩy xéo về hướng rơi vô gì, hay là xéo về lên gì, hay là đẩy qua gì, không, chúng ta không tập thể dục gì đều đâu, chúng ta tập tạ đó, xuống, hít vào, lên, thở ra, đúng nhịp độ, góc độ và kỹ thuật của nó nha. Rồi đó, tốt. Rồi bài này các bạn tập 3 hiệp, mỗi hiệp 12 cái nha. Ok, rồi chúng ta đi qua bài tiếp theo. Bài tiếp theo chúng ta tập cái gì đây? Bài tiếp theo, rồi bài tiếp theo nè, cái băng ghế này chúng ta tăng cho nó lên, dốc lên một xíu, cỡ 30 độ thôi. Nó sẽ tác động nhiều hơn về cái phần cơ ngực và cái săn chắc cái phần bả vai, cái phần cái chỗ đây nè, cái chỗ này của phụ nữ nè hay bị dư cái mỡ thừa nhiều. Okay. Và cái chỗ này á, hay nó bị gọi là cái xương đòn ở đây á, nó dư nhiều lắm các bạn. Nghĩa là các bạn phải tập để cho cái khối cơ trong đó nó trở nên săn hơn và nó dồn một ít cái lượng mỡ lên trên đó. Nó sẽ hạn chế việc các bạn, một là bạn bị xương, hai là các bạn bị mỡ nhiều tích tụ vùng đó. Rồi nâng cái ghế này lên nha, chúng ta sẽ tập bài ép ngực với cái tạ đơn. Rồi với cái bài tập này đổi góc máy lại. Đi vòng vòng mệt quá. Các bạn chịu khó ngồi xem nhé. Đó các bạn thấy không, góc máy này nó khá là đẹp đó. Rồi ok, rồi đó tôi để góc này tôi tập. Rồi cái tạ này thì các bạn lựa chọn cái tạ nhẹ thôi nha, khoảng tầm 2-3kg mỗi bên tay thôi. Rồi các bạn nhấc lên, mở nè, mở cái bắp tay ra. Lưu ý là chúng ta không mở với cái tay bằng co lại sát vô người gì nha, ta mở ra với cái cánh tay đường ngang ra rồi ép lại. Xuống, hít vào nè, lên, ép, thở ra. Xuống, hít vào, lên, ép, thở ra. Lúc mà xuống mở đây nè, các bạn sẽ phải cảm thấy nó căng cái lực ngay đây nè nha. Mở gì nè, cảm thấy nó căng bằng cái phần cơ nằm ngang giữa cái ngực với bả vai á, chứ không phải chúng ta căng bằng cái lực bắp tay. Nghĩa là khi xuống á, thả lỏng cái tay thôi, đừng có gồng căng cứng cái tay quá nha. Thả lỏng cái tay, ép lại. Hít,
thở. Rồi, ok. Bài này cũng tập 3 hiệp, mỗi hiệp 12 cái nha. Rồi, chúng ta đổi bài nha. Xem tiếp theo chúng ta sẽ tập bài gì. Đây. Rồi, tiếp theo là một combo các bài tập bụng. Nó sẽ khá là khó đối với tất cả mọi người. Ok, rồi đây, combo tập bụng. Đây, camera qua đây. Rồi, đầu tiên là cái bài nó có tên tiếng Anh là cocoon, nghĩa là cuộn duỗi hết người. Cái bài tập này á, chúng ta sẽ tập nó như thế này nè. Rồi, nhìn cái góc ngang này nha. Góc này nè, rồi, dễ thấy không? Nghĩa là cái tay nè. Chân, đầu tiên á, cái độ khó của cái bài tập bụng này á, nó sẽ tác động vô bụng rất là nhiều ở chỗ là một á là bạn phải đảm bảo là bạn sẽ không bị đau lưng. Thì cái lưng bạn phải khá là khỏe bạn mới tập được bài này. Nên cái bài tập trong cái nhóm bài tập này là dành cấp độ trung cấp, dành cho người đã tập lâu, có cái thâm niên thể lực thì chúng ta mới tập nổi cái bài tập này. Rồi, đầu tiên là bạn phải nâng người lên gì? Đó, giữ gì thấy đau bụng, thấy vô cơ bụng rồi thấy không? Nó căng cái cơ bụng rồi. Rồi, chưa xong đâu ha. Duỗi vậy nè, kết hợp nè, quơ tay vô, cuộn người vô. 1 2 3 à, không có lót xuống nha. Nhiều bạn tập mà cứ bọc gì? Gì rồi? Vậy nó không có vô bụng đâu, vậy bạn đang dùng lưng á, dùng tới là không à. Đừng gian vậy nha. Rồi, một là chúng ta tập không được, chúng ta quay trở lại, chúng ta tập bài 300 calo. Hai, chúng ta nhắm tập được, chúng ta cố gắng tập cho đúng nha. Rồi, chú ý nè, lại nè. Hít nè. Thở, kéo sát vô, hít. Thở. Hít. Thở. Hít. Thở. Ok. Rất đơn giản đúng không? Ok, rồi. Bài này thì 3 hiệp, mỗi hiệp 15 cái luôn, tập chết bỏ luôn. Nhưng mà đáng đi. Cái bài này tập các bạn vô bụng cực kỳ luôn. Tại vì cơ bụng của bạn một á, nó phải giữ liên tục. Nó giữ nó thăng bằng liên tục, cái tay cái chân đâu có được chạm đất đâu. Hai á là khi mà nó đang giữ gì á đủ mệt rồi. Và bạn còn phải gồng sức mạnh cuộn nó vô nữa, bạn càng chết dở nữa. Nhưng mà lời ráng đi, các bạn muốn bụng đẹp của bạn phải tập vô bụng thôi. Rồi. Tới cái bài số 2, các bạn cần một cái thanh đòn. Tại vì chúng ta sẽ đẩy một cái thanh đòn nó đi về trước. Bài này nó có tên là Barbell Up Rulo. Mình đọc tiếng Anh nó hơi tệ chút ha. Nghĩa là cái thanh đòn á, bạn đẩy bằng lăn nó. Rồi, bạn có một cái thanh đòn nó như thế này. Đây. Đây là một cái thanh đòn. Chắc chắn đây là một cái thanh đòn. Chúng ta sẽ có một cái thanh đòn ở đây. Như vậy. Rồi, chúng ta xem nha. Thì chúng ta sẽ có cái miếng tạ và một cái khóa tạ. Rồi, hai miếng tạ khóa hai bên nha. Rồi, bài tập này cũng không phải là bài cơ bản, nó rất là khó. Nói luôn là mấy bài tập bụng này nó nằm ở cấp độ trung cấp dành cho nữ, nên khó, không dễ. Khóa lại. Rồi, nhét lại. Khóa lại ha. Khóa lại nha, nhớ khóa lại nha, không khóa nó lăn tùm lum ấy. Ok. Rồi, nguyên tắc của bài này là hai cái đầu gối bạn để trên sàn, bạn móc cái chân bạn vô. Rồi, bạn dùng sức ghì hai cái tay đừng có nắm rộng quá, nắm vừa thôi. Dùng sức đẩy cái thanh đòn đi tới, gồng cái cơ bụng, cuộn nó vô. À, khó không? Đẩy nó chưa nè. Cuộn vô. Gồng cái bụng giữ lại nha. Rồi, chúng ta sẽ tránh vì chúng ta tập mà bị nó vô lưng nhiều là chúng ta không có cúi đầu xuống mà chúng ta ử ngực lên gì. Thôi gì đã vô lưng nè, thấy cái lưng của mình nó bỏng không? Đó, nó vô nhanh mệt mà nó không có vô bụng nữa. Rồi, nên các bạn phải cuộn. Đầu tiên là các bạn phải hơi cuộn ngay lập tức cái bụng của bạn lại. Vô tư thế này. Chống xuống gì, kéo vô. Hết nè. Kéo vô. Bài tập này cực kỳ khó luôn. Không khuyến khích tập nếu mà cái thể lực bạn còn yếu dưới mức 300 calo nha. Còn nếu mà bạn nào mới khởi động á thì bạn chạy 2 cây số đi. Ok, hôm nay chúng ta tập chân không, hôm nay chúng ta tập tay và bụng. Rồi, tiếp theo còn 2 bài nữa là xong hướng dẫn phần này. Rồi, tiếp theo là leo kiểu người nhện. Động tác leo kiểu người nhện nó sẽ rất đơn giản như thế này, đó là bạn phải chống chân như thế này. Cũng bài tập này cũng tương đối là cao cấp, bạn phải tập tư thế bằng plan xuống. Rồi, bằng plan xuống như thế này để chỉnh cái camera qua bên đây lại. Ok, rồi chúng ta plan xuống nha. Rồi, bạn plan xuống như thế này, giữ ở mức thăng bằng. Đó, plan xong chưa xong đâu, dùng cái chân kéo lên,
giữ lại cái đầu gối á, nó chạm vô cẳng tay luôn, nó chạm vô bắp tay luôn, và giữ lại, hít nè, lùi ra, hít, lùi ra, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở. Khi kéo lên cái người nó hơi dồn lên chơi một chút và cuộn cái bụng lại. Khá là khó khi mà một hiệp bạn phải tập 10 cái mỗi bên chân, khó lắm nha, nhưng mà cố gắng tập đi, muốn bụng đẹp săn chắc thì cố gắng tập thôi nha, cố gắng tập vì cơ bụng săn chắc. Rồi ok, chúng ta đến với bài cuối cùng là bài cuộn bụng trên băng ghế dốc. Rồi chúng ta đi qua băng ghế dốc nha, mệt chưa, nhớ là tập mỗi bài đủ số lần, số hiệp theo cái danh sách trong cái bảng list tập luyện. Nhưng mà cũng lưu ý là thời gian nghỉ giữa các hiệp, nghĩa là nếu các bạn mà tập quá nhiều, quá lâu thời gian nghỉ thì cái lực tác động nó sẽ vô rất là ít và cái nó sẽ không có đủ theo yêu cầu của huấn luyện viên bạn nhé. Ok, vào cái bài cuộn bụng nha. Bài này thì quen thuộc lắm, ai hầu như ai cũng biết cái ghế này, nhưng mà chưa chắc gì ai cũng biết tập đúng. Rồi móc cái chân vô cho mày. Và bây giờ chúng ta có hai điểm, cái chỗ này điểm một phần trên của bụng, điểm này phần dưới của bụng. Chúng ta sẽ làm công việc là chúng ta không có bật người lên, mà là chúng ta kéo hai cái điểm này nó chạm vô nhau để mà không lên gì mà nó cuộn vô như gì mới đúng. Rồi tay khi mà các bạn ngã ra sau á, theo quán tính cái chân của bạn nó sẽ dùng lực rất là nhiều để nó bám vào cái băng ghế. Bạn phải cố gắng bạn thả lỏng cái chân của bạn, thả lỏng ra, để là khi bạn thả lỏng cái lực ngay cái khi bạn ngã ra, bạn phải thả lỏng cái lực bắp chân và bạn gồng bằng cái cơ bụng để nó chịu lực ở cái cơ bụng của bạn. Và sau đó các bạn dùng cái lực căng cơ bụng để các bạn cuộn cái người của bạn vô. Rồi hiểu không? Làm mẫu này nha. Hít nè, cuộn vô nè, hít nè, cuộn vô nè, hít nè, cuộn vô nè. Rồi đó, tập đúng nè, tập sai nè. Dùng chân nè, dùng chân nè. Đó, thứ nhất là tốc độ rất là nhanh, nó không đủ chậm để tác động vô bụng. Rồi vậy nên hãy tập đúng nha, 3 hiệp, mỗi hiệp 15 cái. Rồi buổi hướng dẫn tới đây kết thúc. Cố gắng tập đúng theo bài tập, xem cho kỹ nha. Mỗi động tác này yêu cầu kỹ thuật khá là khó, khó hơn cấp độ beginner mới vô rất là nhiều, bởi vì đây là cấp độ trung cấp. Rồi chúc bạn tập tốt.